Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại kênh Nhà Bình Chánh Nguyễn Thành Vũ ha anh chị ha. Anh chị ơi, hôm nay Vũ giới thiệu cho cô chú anh chị một cái căn nhà nằm trong một cái khu dân cư nha anh chị. Ở đây là ngay chợ luôn nha, ngay chợ luôn đó, đường xá thông thoáng, ô tô, xe tải, xe 4 chỗ, 7 chỗ ra vô thoải mái luôn. Và căn nhà hôm nay Vũ giới thiệu cho cô chú anh chị với diện tích bề ngang 4,5m nha, dài 22m trên 2 tỷ nha anh chị. Đó, nằm trong khu dân cư hiện hữu, nằm gần trục đường 835B nè, và nằm ngay chợ Long Thượng luôn cô chú anh chị. Đó, căn nhà của mình á với diện tích là ngang 4,5m, dài là 22 nha, và đầy đủ công năng cho anh chị. Đường xá này kia, cống rãnh này kia đã làm sẵn cho mình rồi nha anh chị. Điện nước riêng hoàn toàn cho cô chú anh chị luôn. Và khu dân cư thì hiện hữu đông đúc này ha. Đó, gần với các tiện ích nha anh chị, điện máy xanh, bách hóa xanh, rồi thế giới di động này kia rồi có hết, và gần chợ Hưng Long luôn, gần trục đường Hương Lộ 11, mình có thể đi về quận Bình Tân, Tân Bình hoặc là Bình Chánh này kia anh chị, chỉ khoảng 15 tới 20 phút tùy địa điểm nha. Rồi đây, quay trở lại với căn nhà của mình thì được thiết kế theo kiểu máy thái nha anh chị, máy thái cách tân và được sơn màu vàng cát nha anh chị ha. Rồi ở dưới này á thì cũng ốp lát gạch chống chân trượt, một cái khoảng sân cho mình, khoảng sân này đậu ô tô 4 chỗ 7 chỗ được luôn, về mình làm thêm những cái khung sắt bao che này kia giống cái căn kế bên thì quá ok ha anh chị ha. Bên đây thì cũng có hàng cây này kia đồ nữa nè anh chị. Đó, gạch ốp lát chống chân trượt cho mình. Rồi mặt dựng của căn nhà thì được ốp lát gạch cũng màu vàng cát luôn đó, tông sẹt tông nha anh chị, nhìn rất là dễ thương luôn. Và bên trên á thì cái cột của mình thì được ốp, được sơn cẩm thạch nha anh chị. Đó, rất là đẹp ha, không bị xuống cấp theo thời gian nha anh chị ha. Rồi đây, tiếp theo chính là không gian phòng khách của căn nhà nè anh chị, một không gian phòng khách cực kỳ ấm cúng luôn, có vách PVC cho mình rồi anh chị. Bên đây á thì có treo một cái bức tranh nha, một những chú hu nha, những chú hu vàng nha anh chị. Đó, rồi cây tiền vàng này kia đồ đầy đủ cho mình. Ở dưới này á thì gạch ốp lát 800 nha, trên trần lao phong thạch cao rồi anh chị, có thêm một cái đèn chùm ở giữa ha. Dưới này á thì cũng có tủ nữa nè anh chị, một cái kệ hệ tủ cho mình luôn, một cái hệ tủ dưới chân cầu thang ha anh chị ha. Cầu thang của mình á thì cầu thang lan can tay vịn gỗ kính cường lực nha, đá hoa cương trắng đen nha anh chị ha. Rồi tiếp theo thì không gian bếp nhà mình đây, một không gian bếp có trang trí đầy đủ nguyên một cái hệ tủ cho mình luôn anh chị, một cái hệ tủ rất là lớn luôn đó, mình chứa được rất nhiều đồ ở trên đây nha anh chị ha. Tủ bếp dưới, tủ bếp trên làm đầy đủ cho mình rồi đó, cánh bếp, tủ bếp nha. Ở chỗ này á, thì mình có những cái kính xanh nha anh chị, trên thì trần lao phong thạch cao nha, có quạt với đèn này kia đồ cho mình luôn đó. Rồi không thể thiếu chính là không gian phòng ngủ ngay bên dưới tầng trệt đây đó. Đây, không gian phòng ngủ bên dưới tầng trệt đây anh chị, trên trần lao phong thạch cao rồi ha, phòng ngủ bên dưới đó. Cửa thì dùng hệ một cái hệ cửa kính mờ nữa nha anh chị. Rồi tiếp theo thì không gian phía sau đây, một cái khoảng sân phía sau nha anh chị ha, có xà làm sẵn mái che cho mình rồi, gạch ốp lát chân tường đầy đủ ha anh chị ha. Rồi nhà vệ sinh đó anh chị, nhà vệ sinh bồn cầu nghiêng khói ha, rồi hoa sen, lavabo đầy đủ cho mình luôn. Rồi bây giờ cô chú anh chị cùng Thành Vũ nhìn lại tầng trệt của căn nhà, sau đó mình lên lầu khám phá những không gian tiếp theo nha. Trên lầu của căn nhà mình nha anh chị. Đó, không gian đầu tiên nha, thì mình có một cái phòng ngủ ở ngay cạnh cầu thang luôn, và ở trên trần lao phong thạch cao rồi đó. Cửa phòng thì dùng hệ cửa kính cường lực phủ mờ nha anh chị, có cửa sổ cho mình luôn. Rồi tiếp theo nè thì có luôn một phòng ngủ bên dưới, bên phía sau nha. Đây, phòng ngủ phía sau đây có luôn một cái khung cửa sổ cho mình rồi anh chị. Đó, cửa sổ này nhìn ra phía sau nha, dân cư thì rất là đông đúc luôn anh chị. Đó, sàn sát với nhau nha. Rồi ở đây nè thì có một cái nhà vệ sinh ngay bên ngoài đó anh chị, nhà vệ sinh đây đó, nhà vệ sinh đó thì gạch chân tường rồi phun tới trần, vòng cầu, rồi hoa sen, lavabo đầy đủ ha anh chị ha. Rồi mình còn thêm một cái căn phòng phía trước nữa đây, đây một căn phòng phía trước đây, rất là rộng luôn và thoải mái luôn nha anh chị. Có luôn một cái ban công luôn nha, đây ban công ngoài này anh chị. Ngoài này thì mình có một cái bồn cây luôn, đây một cái bồn cây ngoài này anh chị. Ở chỗ này mình trồng cây này kia, ốp lát gạch bên trong rồi anh chị. Rồi bên trên đó thì một cái mái vòm nha, một cái mái vòm, có luôn một cái bóng đèn, đèn chùm nha. Rồi đây khu dân cư bên ngoài nè anh chị, đó nhà cửa san sát với nhau nha, đông đúc nha anh chị. Nhà mình là một cái căn nhà hướng đông nha, cho nên nắng buổi sáng nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ cô chú anh chị cùng Thành Vũ tổng hợp thông tin và báo giá căn nhà này nha.
Anh chị ơi, một căn nhà với diện tích là ngang 4,5 m nha anh chị và dài là 22 m nha, pháp lý sổ hồng riêng, riêng hoàn toàn khuôn thổ cư và mới xây dựng một trệt một lầu nè, có sân đậu ô tô, 4 phòng nha anh chị và 2 nhà vệ sinh gần chợ Long Thượng nha cô chú anh chị. Đó, căn nhà mình với giá là 2.600 tỷ, giá trên là giá khuôn hoàn toàn, còn thương lượng bất lập cho cô chú anh chị nữa. Với căn nhà này anh chị chỉ cần trả trước khoảng 1.3 tỷ thôi, phần còn lại khoảng 1.3 tỷ nữa thì ngân hàng có thể cho cô chú anh chị vay luôn nha. Đó, anh chị nào quan tâm thì nhớ gọi số hotline Thành Vũ nha. Thành Vũ xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp.